Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm hai từ mới, đó chính là cụm từ quyển vở và quyển sách. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cụm từ quyển vở. Cụm từ quyển vở thì gồm có hai từ ghép với nhau, đó chính là từ quyển và từ vở. Đầu tiên chúng ta sẽ viết từ quyển. Sau đó cái khoảng một ô ly sẽ viết sang từ vỏ. Vậy là chúng ta đã xong cụm từ quyển vỏ. Giờ chúng ta sẽ cùng viết thêm một vài cụm từ nữa nhé. Và chúng ta đã sang cụm từ quyển vở. Rồi chúng ta đã sang cụm từ quyển sách. Cụm từ quyển sách thì gồm có hai từ ghép với nhau, đó là từ quyển và từ sách. Và chúng ta sẽ bắt đầu viết. Trước tiên chúng ta sẽ viết từ quyển, sau đó sẽ viết sang từ sách. Ok, chúng ta mới viết xong hai cụm từ, đó chính là quyển vở và quyển sách. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.